Đào vừa ra hoa, người ta đã gọi là hoa đào. Qua còn trên cây thì chín đã ăn mất rồi. Tên. Mấy bạn ngày nay làm sao mà biết được Tết ngày xưa nó vui như nào? Ông bà bố mẹ chúng mình ngày xưa ấy chả biết chơi Tết như nào nhỉ? Chắc là vui lắm đây. Có anh em nào đang xem Nhanh Chí Wild muốn biết Tết xưa vui như nào không? Lên đây đi, chúng mình làm chuyến du xuân ngược dòng thời gian để vi vu khám phá nhé. Trạm hành trình đầu tiên chúng mình cùng đến với câu hỏi: ngày xưa ăn Tết như thế nào nhỉ? Nhìn vào hai bức ảnh này thì Nhanh Chí Wild nghĩ chắc chắn các bạn sẽ đoán đúng hết thôi. Chẳng giống Tết xưa, chẳng còn ai nhớ Tết xưa như thế nào. Phố phường Tết ngày xưa thật nhộn nhịp, dòng người ngược xuôi đi sắm đồ từ cành đào cho đến những vật dụng thiết yếu. Này nhà nhà người người kéo nhau lên Shopee, order cái là ship về tận cổng. Đúng là thời đại công nghệ quá là hiện đại luôn. Thế nhưng mà những hình ảnh bình dị của ngày xưa lại đâu mất rồi? Chắc hẳn là ông bà bố mẹ rất nhớ những hình ảnh ngày xưa đây. Các bạn nhớ cho ông bà bố mẹ xem với nha. Trạm du hành thứ hai, chúng mình cùng đến với một câu đối nhé. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chảng pháo bánh chưng xanh. Đó là những thứ không thể thiếu của Việt Nam ta mỗi dịp Tết đến xuân về. Ủa, nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Anh em có phát hiện ra không nhỉ? Ui, ngày Tết xưa được đốt pháo đùng đoàng luôn á. Bây giờ có được như thế đâu. Thế là kiểu nhà nào cũng tự có pháo xịn quá luôn. Đỡ phải ra đường xem pháo hoa như bây giờ nhở. Ui là trời, sao ngày xưa được đốt pháo mà bây giờ không được thế? Các bạn có biết tại sao không? Để xua đuổi tà ma hay để gọi tổ tiên về ăn Tết vậy? Đấy, Nhanh Chí Wild đảm bảo rằng 100% chúng ta đều thích pháo đúng không? Thế nhưng mà còn lâu mới biết điều này nha. Theo quan niệm xưa, tiếng pháo ngày Tết có ý nghĩa để xua đuổi tà ma và mong ước cho một năm làm ăn và sinh sống suôn sẻ. Bên cạnh đó, những quả pháo nhỏ móc nhau trên một sợi dây tim nhớ tiếng nổ đêm 30, nhớ màu đỏ nhuộm thắm khoảnh sân nhà sáng mùng 1, khiến không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp. Tuy nhiên, đến Tết ngày nay, cấm tuyệt đối không được đốt pháo đâu, vì nó có thể gây ra cháy nổ và rất nguy hiểm. Đầy vụ bị thương do sử dụng pháo rồi, nên giờ nhà nước ta chuyển qua tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới là vậy đó. Bạn nào mà vẫn muốn nổ pháo tại nhà thì có thể lên mạng tìm kiếm pháo hoa của Bộ Quốc phòng nha. Mua về để ở cổng đêm giao thừa đốt. Trời ơi, ta nói như cái nách luôn. Thế cơ mà giá hơi bị chát một chút. Nhanh Chí chưa có tìm hiểu sâu về giá cả đâu. Bạn nào biết thì comment xuống bên dưới nhé. Tiếp đến là một cảnh đón giao thừa ngày xưa mà chắc chắn bây giờ 1.000 bạn đều có 1.001 bạn đang mong ngóng đây. Bạn đoán đó là khung cảnh nào? Yeah, bạn nào đoán đúng không nhỉ? Giao thừa có nghĩa là cũ giao lại mới tiếp lấy, lúc năm cũ qua, năm mới đến. Đó là tình cảm ấm áp của Tết sum vầy bên gia đình, là niềm hy vọng cho một năm mới với nhiều điều mới. Với người Việt Nam ta, giao thừa là giây phút vô cùng thiêng liêng. Vào đêm 30 Tết, hay còn gọi là đêm trừ tịch, được coi là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm, khi các gia đình sum họp chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ. Đêm giao thừa đến mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, ma quỷ, mọi điều xấu xa trong năm cũ đi và đón nhiều may mắn thành công đến cho năm mới. Đây được coi là khoảng thời gian của sự yên nghỉ, là đêm của tĩnh lặng và thiêng liêng. Chính giờ phút này đây, đến giao thừa còn mấy tiếng nữa đâu. Các bạn nhớ xem hết video này để xem giao thừa có gì bí ẩn nhé. Và ngay sau đây là một điều thắc mắc, không biết có bạn nào nghĩ giống mình không nhỉ? Chả biết ngày xưa cái thời ông bà bố mẹ mình ý, chẳng biết có được ăn nhiều loại kẹo Tết ngon như chúng mình bây giờ không ta? Gì chứ, trả lời câu này là chúng mình sẽ biết ngay thôi. Kẹo gì Tết xưa mà năm nào cũng có? Úi là trời, quá đơn giản kìa, là kẹo ngô chứ còn kẹo gì nữa. Không biết nhà anh em thế nào chứ nhà mình là năm nào mẹ cũng mua kẹo ngô luôn. Thấy bảo là ngày xưa có kẹo ngô với kẹo lạc ăn là cực phẩm rồi đó. Thế là từ năm này qua năm khác, cứ ra chợ là phải kẹo ngô. Ngoài ra còn có mấy loại như sô-cô-la đồng tiền, mứt dừa, mứt hạt sen, rồi là hướng dương, nho khô, bla bla. Uầy, anh em cứ để ý xem kiểu gì mà chả có, bởi vì đó là bánh kẹo cơ bản mà. Nãy giờ có vẻ Tết xưa và Tết nay khác nhau quá nhỉ? Nhưng mà nói gì thì nói chứ, Tết này vẫn giống Tết xưa. Vẫn ăn bánh kẹo, vẫn 99,9% người đều mắc phải cái bệnh này. Mà ăn bánh kẹo thì mắc cái bệnh gì đây? Sâu răng hay sốt rét vậy? Này, đó là sâu răng chứ còn sốt rét cái gì ở đây? Anh em khai thật đi, Tết
ăn kẹo rồi có nhớ đánh răng không đấy? Không có được lười đánh răng đâu nha. Không là ăn Tết xong cái lại dắt tay nhau ra gặp nha sĩ thì toang. Vì sau khi ăn uống, các loại nước và bánh kẹo có nhiều đường mà cái lũ vi khuẩn trong khoang miệng ấy nó thích đường lắm đó. Nên sẽ hình thành một lớp màng bám mỏng ở trên răng. Đồng thời các vi khuẩn này có phản ứng với đường có trong các loại đồ uống, thực phẩm. Từ đó kích hoạt sự giải phóng của một số loại axit và làm hỏng men răng. Nên Tết gì thì Tết chứ phải đánh răng đầy đủ bảo vệ bản thân anh em mình nha. Đang ngồi nhâm nhi hạt dưa đợi giao thừa đến, mẹ lại gọi rồi. Chắc chắn Tết trả không? Chắc chắn, mày nhìn mặt mẹ uy tín thế này cơ mà. Đây đấy, chắc chắn 99,9% là nói câu vô cùng quen thuộc sau mỗi dịp Tết mà anh em nào cũng từng nghe rồi phải không? Rõ ràng tiền này các bác lì xì cho mình mà, đưa cho mẹ rồi mẹ tiêu hết thì sao? Cơ mà không đưa rồi mình làm rơi mất ở đâu thì toang. Nhiều tiền như này cơ mà, túm lại phải làm sao trong cái tình huống này đấy? Thôi thì đưa cho mẹ giữ hộ hay tự mình giữ. Câu hỏi này khoai thế, cái gì cũng có lý do của nó cả. Anh em ơi, tiền mừng tuổi mấy ngày Tết sương sương cũng mấy trăm nghìn, có khi mấy triệu đấy, có phải ít đâu. Thôi cứ đưa mẹ cầm hộ cho chắc, mẹ sẽ không tiêu vào tiền của mình đâu mà lo. Khi mà chúng mình cần dùng tiền thì nói mẹ đưa cho ngay mà, vừa an toàn lại đảm bảo. À thế nếu anh em nào không thích thì vẫn còn có phương án 2 cho mình chọn nha. Sắm ngay một con heo đất về rồi bỏ tiền mừng tuổi vào đó. Ý xời, giờ đây mình đã có tài sản riêng rồi, quá là xịn luôn. Rồi cứ thế nuôi heo đến hết cả năm, đến khi đập có mà rào ú ú à. Anh em thấy cách nào ok hơn thì chọn ngay xuống bên dưới ô bình luận nhé. Mà nghĩ cái Tết vừa được mặc quần áo đẹp, lại vừa có nhiều đồ ăn ngon, ta nói sướng thế nhở. Được lì xì nữa thì sướng quá đi. Cơ mà sao mỗi Tết mới được lì xì mà ngày khác lại không được thế? Vì đây là phong tục cổ truyền hay vì đầu năm mới? Hóa ra là thế này, nguồn gốc của tục lì xì xuất phát từ thời xa xưa và vẫn còn duy trì đến hôm nay. Mục đích của việc lì xì là lời chúc may mắn cho những đứa trẻ. Mỗi bao lì xì là một lời chúc tốt lành của người lớn đầu năm, mong muốn các cháu bé khỏe mạnh, không bệnh tật trong suốt một năm. Bao lì xì màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn nữa, nên mọi điều tốt lành mọi người đều mong muốn vào dịp đầu xuân năm mới mà. Hí, nhắc đến lì xì cái, ai mà chả thích đúng không? Ấy thế cơ mà, không phải mỗi chúng mình mới được lì xì đâu nha. Còn ai sẽ được nhận lì xì nữa đây? Người lớn tuổi hay người bị ốm? Theo như tìm hiểu của Nhanh Trí Quay được biết, tục lì xì nguyên thủy là dành cho những đứa trẻ với lời chúc sức khỏe và may mắn. Nhưng càng về sau, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng được con cháu lì xì, coi như một cách báo hiếu cha mẹ ông bà. Tục lì xì ở mỗi nước châu Á cũng có sự khác nhau. Ví dụ như ở Nhật, tuổi càng cao thì nhận được lì xì càng nhiều. Và bạn từng được nhận lì xì nhiều nhất là bao nhiêu? Comment khoe Nhanh Trí với đi, Nhanh Trí cao nhất có 500k thôi ạ. Hí, đến đây thì Tết đến rồi cả nhà mình ơi. Mong là năm nay phát tài phát lộc phát tướng, nhưng đừng phát phì nha. Cơ mà mấy anh em miền Nam vào xác nhận điều này giúp mình với nè. Miền Nam kiêng ăn gì vào ngày Tết vậy? Ăn chuối hay mãng cầu? Các bạn có biết điều này không? Nếu trái chuối không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Bắc thì người miền Nam lại tránh ăn chuối những ngày đầu năm đấy. Chữ chuối nói lái đi sẽ thành chuối, theo giọng miền Nam nghĩa là không thể ngẩng lên được, nên ăn chuối ngày Tết sẽ ảnh hưởng tới sự thăng tiến trong công việc. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Bây giờ Nhanh Trí Hoài mới biết đó. Có mai, có quất, có đào, có thêm các phần nữa, ngọt ngào cả năm. Ý mà xém nữa quên, đào với quất thôi chưa đủ đâu. Tết ngày xưa có cái cây này cực kỳ lạ nè. Cây gì có thể xua đuổi ma quỷ ở ngày xưa thế? Cây nêu hay cây quất? Đây là một loại cây vô cùng ý nghĩa đó. Mỗi khi Tết đến thì đây là lúc thần linh phải về châu trời, do đó dễ bị ác quỷ xâm nhập quấy phá, nên cần có bảo bối như cây nêu để chống lại chúng. Bên cạnh ý nghĩa là xua đuổi tà ma thì cây nêu ngày Tết còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới suôn sẻ, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Bên cạnh đó, những đồ vật treo trên cây nêu cũng mang một ý nghĩa nhất định, như cây tre đại diện cho vật dương, lọng tàn hình tròn đại diện cho vật âm. Trong đó lọng tàn có 5 con cá chép với 5 màu đại diện cho 5 màu trong ngũ hành, màu vàng ở giữa, màu trắng ở phía nam, màu đen ở phía bắc, màu xanh ở phía đông và màu đỏ ở phía tây. Ngày nay, tục dựng cây nêu ngày Tết dần mai một dần, bởi vì cuộc sống hiện đại, người Việt hầu hết chỉ chủ yếu dựng cây nêu làm đẹp cho ngày Tết, chứ cũng chưa chắc hiểu hết về ý nghĩa tâm linh của cây nêu đâu. Còn cuối cùng sẽ là thắc mắc mà đến giờ Tết sát mông rồi vẫn rất ít người trả lời được luôn đó. Các bạn, nước nào được nghỉ học ăn Tết Nguyên Đán nhỉ? Cả thế giới hay chỉ Việt Nam thôi?
nhiều người đã bị nhầm lẫn là chỉ Việt Nam được ăn Tết Nguyên Đán đấy. Tuy thế cũng không phải cả thế giới có Tết Nguyên Đán đâu, nên cả hai ý trên đều sai nha mấy bồ. Ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, đảo Đài Loan cũng đón Tết Nguyên Đán đó. Tất nhiên là cũng được nghỉ học nghỉ làm rồi. Tuy nhiên mỗi nước sẽ có những phong tục tập quán cổ truyền thú vị và độc đáo riêng. Nhưng chung quy lại thì tất cả các quốc gia đều coi ngày Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người nghỉ ngơi, đi làm, đi học xa trở về quây quần bên gia đình, tỏ lòng kính trọng với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thời khắc giao thừa chỉ còn cách thời điểm nhanh trí quay up video này mấy tiếng nữa thôi. Nhìn đông ngó tây sắp sửa lại xem ngôi nhà đã tươm tất chưa, quần áo đã súng xính chưa, để chúng mình cùng đếm ngược nhé.